Rồi tới đây thôi ha. Trước khi bắt đầu cái video này thì Huy sẽ khuyên các bạn xem hết cái project nghỉ kỹ của team First Take. Huy để cái link ở dưới description. Các bạn click vô chỉ tốn vài phút thôi nhưng mà nó sẽ làm cho nguyên cái buổi phỏng vấn hôm nay nó sẽ thoải mái hơn và nó sẽ có nghĩa lý hơn đối với các bạn. Rồi, team First Take là một team rất là trẻ, khoảng 97-98 thôi, nhưng mà các bạn nó đã làm được những cái dự án mà Huy nghĩ mà thật sự là Huy rất là nể luôn. Tất cả những dự án của First Take từ trước tới giờ thì Huy đều rất là thích, từ những cái như là từ đầu tới giờ luôn, là cái nào Huy cũng coi là Huy wow. Nhưng mà tới bây giờ thì Huy mới phỏng vấn team First Take, tại vì cái dự án nghỉ kỹ này là một cái dự án mà phải nói là Huy nể là sắp mặt luôn, rất là nể. Thì tại sao? Tại vì khi mà cái dự án nghỉ kỹ này các bạn First Take làm á, thì mỗi người ở một nơi trên thế giới, thì Huy rất là muốn nói chuyện để biết là cái cách nào để mà các bạn mà First Take có thể gọi là kết hợp với nhau cho dù mỗi người một nước như vậy. Thì đây là một cái mà không phải là cái chỗ nào cũng làm được, và nó không chỉ như vậy mà các bạn First Take còn kết hợp thêm với những artist khác và hàng chục artist khác ở trên Việt Nam và cả thế giới để mà sản xuất ra một cái MV mà nó tốt từ nhạc tới typography cho tới những cái visual 3D, những cái thiết kế về mặt nạ, những cái màu sắc, những cái flow rất là tốt như vậy. Thì trong cái video hôm nay, sắp tới đây Huy sẽ gặp First Take. Huy đang mặc áo mà First Take gửi cho Huy. Huy là người đầu tiên có cái áo này. Thì đó, để các bạn có thể hiểu hơn về cái cách mà First Take học hỏi hay là First Take kết hợp với là những cái người khác. Huy biết là cái video nó sẽ rất là dài nhưng mà Huy nghĩ là rất là đáng coi, thì đây là một cái cuộc trò chuyện mà Huy coi lại Huy thấy vẫn thích. Huy rất là mong các bạn coi tới cuối ha. Rồi ok, bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chắc có một cái điểm thú vị mà anh muốn hỏi lại á, là cái điểm đặc biệt của tụi em là tụi em là một team nhưng mà tụi em ở rất là nhiều những cái đất nước khác nhau á. Thì ví dụ như Hiếu là ở đâu ha? Hiện tại thì em đang ở bên Mỹ ạ. Em ở Mỹ đúng không? Trung là ở Ba Lan phải không? Dạ, em đang ở Ba Lan. Nam là ở đâu? Em vừa mới về Hà Nội, vừa mới cách ly xong, em bay từ Mỹ về Hà Nội. Ok. Và hiện tại thì em chuyển hẳn về ở Việt Nam sống rồi. Hải là ở Hà Nội vậy? Vâng, em là Hà Nội rồi. Anh thì ở Sài Gòn cho nên hầu hết team này cũng mỗi người một nơi. Giang thì ở Đức phải không? Dạ. Vâng, đúng rồi anh ạ. Okay. Bọn em là xuất phát, tất cả mọi người đều xuất phát từ Hà Nội hết, và đấy cũng là nơi mà bọn em quen nhau. Tất cả các bạn trong First Take thì xuất phát, bọn em tìm đến nhau là đều thấy những thành viên còn lại có một cái năng lượng gì đấy nó rất là đặc biệt. Tất cả cái gì đấy, một connection gì đấy. Yeah, tức là người có một cái vibe mà làm việc mình có thể nhìn qua cái sản phẩm và hoặc là sản phẩm kiểu job hoặc là sản phẩm mà các bạn tự làm, thì thấy mọi người đều kiểu có tính tự học hay là có một cái tính kiểu khám phá, rất là nhìn phát thấy nó rất là vui. Bọn em nhớ là team First Take, trước khi là First Take thì bọn em không phải là kiểu... team, không phải là team. Không phải là một cái team kiểu làm việc hay là gì cả. Mình có một cái nhóm ở trên Facebook là mình chia sẻ các cái bài hay hay là các cái sản phẩm gì đấy ở trên mạng, kiểu inspiration đi. Với cả nhớ như là 2016 là bọn 2010, em 2016 là bọn em bắt đầu tổ chức nhóm có 5 người thì mình tự tổ chức workshop cho nhau ấy. Thì cái đấy là lúc mà bọn em bắt đầu hình thành dần một cái nhóm mà nó chặt chẽ hơn, là lúc ấy bọn em bắt đầu quen nhau kiểu sâu hơn, với cả bọn em bắt đầu học của nhau những cái kỹ năng cảm. chia sẻ kinh quá. Nhưng mà nói đúng là kiểu như tụi em là cũng biết nhau, coi như là phải làm những cái work xong rồi đưa lên mạng, xong rồi có thể nhìn những cái work đó, xong rồi mình thấy nó có cái điểm gì đó chung chung, xong rồi từ từ form team lại, đúng không? Đúng rồi. Cả tinh thần là lúc đầu nó không phải là một team kiểu làm việc, tinh thần nó chỉ là một nơi để mọi người kiểu chia sẻ cho nhau. Trước bọn em có một cái mà bọn em tự nghĩ ra, đó là kiểu mỗi người trong mỗi tuần ấy, mọi người phải có một cái bài workshop ấy. Thì ví dụ như là cuối tuần này là chung workshop về một cái gì đấy, thì tất cả 5 người lên học, xong tuần sau thì đến Hiếu chẳng hạn,
thì bọn em cứ dần dần như thế. Ờ, Thì hay phết. có cái là mình vừa tự học được, mình vừa phải tự tìm tòi một cái gì đấy để workshop cho mọi người ấy. Ừ. Trong lúc đấy thì tất cả mọi người đều được học luôn mà không bị mất thời gian nhiều quá, bởi vì mình có 5 người thì mỗi người mỗi người tìm về một cái. Thì kiểu như sẽ chia sẻ những cái thứ như thế nào. Người thì những cái nội dung thì nó liên quan đến hết về đồ họa với cả ngành kiểu visual design các thứ thôi. Là Ừ. bọn em thích cái gì thì bọn em tìm hiểu về cái đấy. Cái thậm gì chí cũng thích. là thậm chí là cá nhân em với cả ví dụ như Trung với Nam thì cũng hay nói chuyện nhiều về cả chính trị, cả cả không, tức là ngoài lề ấy, còn tất cả những cái vấn đề, tức là bọn em kiểu ngồi nói chuyện với nhau kiểu miên man thôi. Nhưng mà đặc biệt là thích nói chuyện về cái gì thì sẽ cố gắng tìm hiểu sâu về cái đấy nhiều hơn ấy. Ừ. Nhưng mà hầu hết bọn em nói chuyện đều là với một mục đích kiểu học hỏi lẫn nhau ấy. Mỗi cuộc nói chuyện thì mọi người sẽ rút ra được một cái bài học gì đấy hay là một cái kinh nghiệm gì đấy với nhau. À. Vậy bây giờ còn làm cái đó không? Bây giờ Giờ bây giờ thì chắc nó khá giờ với cả giờ bắt đầu mình làm nhiều project hơn thì nó cứ đan xen với cả công việc ấy. Hồi đấy thì anh em còn đi học thì chưa làm nhiều lắm ấy, thì nó cũng cũng khác, giờ cũng khác. giờ thì kiểu schedule mọi người khác khác rồi thì nhưng đôi khi cũng kiểu lựa ra một ngày kiểu cuối tuần lúc nào đấy để kiểu anh em nói chuyện nhau, nên thế nên là lúc đấy mới kiểu cái ý tưởng của nghĩ kỹ là mới xuất phát từ đấy, kiểu mọi người ngồi nói chuyện với nhau về kiểu kiểu suy nghĩ hay là kiểu ý nghĩ con người nó hoạt động như thế nào. Là kiểu mình sẽ ý là nói chuyện là trực tiếp hay là nói chuyện qua Facebook hay kiểu vậy, như giống vậy luôn. Bọn em nói chuyện online hết tại vì mỗi người ở một nơi mà hầu như là trên mạng hết, Là cái dự khoảng chắc cũng phải khoảng tầm 80% nhỉ, 90% các cái project của bọn em làm cùng nhau là online hết. với cả có một sự thật là hình như cách đây 1 năm thì có những cái thành viên mà chưa gặp nhau bao giờ, chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ. Bây giờ vẫn vẫn Đúng bây giờ Trung với Giang rồi vẫn chưa, à đúng, Trung với Giang gặp nhau chưa ấy nhỉ? Ông Trung Gặp Trung rồi, và gặp rồi, Hiếu gặp gặp rồi. rồi. Bây giờ Giang Có với mỗi Hiếu chưa gặp nhau? tôi cả Giang chưa gặp nhau bao giờ. Chưa bao giờ là 5 người ở cùng một Xa. chỗ. Là điều mà anh nghĩ anh rất là nể đó. Tụi em là anh cũng không hiểu sao mà nhiều người mà ở nhiều quốc gia vậy lại có thể tập trung mà kiểu làm ra một cái dự án vậy. Tại vì chính anh là background của anh là freelancer rất là lâu năm, thì anh biết được là freelance nó có rất là nhiều những cái khó khăn, nhưng mà tụi em manage để làm được về một cái gì đó mà anh thấy cũng khá là khó hiểu đối với anh. Nhưng mà rất là nể. Ok, chắc mình sẽ vô những cái câu hỏi phỏng vấn đi ha. Anh Huy nhận được áo chưa? Đang mặc nè. À, bây giờ em mới biết. Có phần Đúng, đúng. khoe áo. Okay. Vừa không anh? Vừa, nhưng mà không không có góc rộng để sâu cái áo như là Bảo. Vâng. À, Trung. Ok. Linh áo ở dưới nha mọi người. Ok, lên áo ở dưới. Áo. Đây. Áo đẹp. Tất cả mọi người đều chưa có áo luôn nhá. Rồi. Rồi. Anh Huy ta là Ôi, anh người Huy. đầu tiên cầm cái áo. Ok, vậy thì tụi em giới thiệu chút xíu về dự án nghĩ kỹ được không? Ok, Nghĩ Kỹ là một dự án của First Tick, và nó thể hiện sự nhìn nhận của con người về dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Và những cái hình ảnh và âm thanh trong MV Nghĩ Kỹ này thì cũng tựa như là những cái suy nghĩ thoáng qua. Thì có thể thấy nó có lúc cũng cụ thể hoặc có lúc thì trừu tượng hơn, có lúc thì nó giống như là những cái ký ức nó hòa vào nhau ấy, bởi mình cũng không rõ ràng nó là cái gì cả. Thì sự nhận biết được cái dòng suy nghĩ này của bản thân con người sẽ đưa con người tới sự hỗn loạn, và đây là cái theme chính của Project Nghĩ Kỹ. Và khi đó họ sẽ tìm cách kiểm soát hoặc đón nhận cái sự hỗn loạn đấy, hay chỉ đơn thuần là quan sát những cái tín hiệu phức tạp và sức ảnh hưởng của nó. Thì trong kỹ thì những tín hiệu neuron thần kinh của con người thì được hình tượng hóa giống như là những cái dòng điện ấy. Acoustic thì muốn mang tới người xem cảm giác của những cái dòng điện này chạy qua trong quá trình, đặc biệt là quá trình sáng tạo như thế nào.
Và team mong muốn mọi người thấy được cái đẹp của sự hỗn loạn và dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Ok, cảm động quá. Rồi, cái idea đó anh thấy rất là hay. Lúc mà anh nhìn, anh coi cái project nghĩ kỹ đó thì anh thấy là ok, thấy cũng rất là hỗn loạn nhưng mà nó có cái sự đẹp ở trong đó. Rồi, vậy thì cái dự án nghĩ kỹ đó là team nguyên team làm mà hết này, hay là có sự tham gia của người khác, hay là chỉ có team làm thôi? Đông dã man anh ạ. Không Không đến sể. tại Và tại đếm được có 22 người. 22 người. Okay. 22 người team team sản xuất MV nghĩ kỹ 22 người là có hầu hết là những visual artist designer đến từ Việt Nam, và có một số những collaborator cũng ở nước ngoài nữa, chủ yếu là ở Mỹ. Chủ yếu là ở Mỹ. Nhưng mà tại Một số sao lại cần nhiều người tới như vậy? Tại vì nếu mà nhiều người thì tụi em sẽ khó để quản lý cái đó, đúng chắc chắn là rất là khó. Bây giờ nghĩ lại thì em cũng không hiểu sao mà anh em kiểu kiểu kéo hết được cả cái project này. Nhưng mà khi mà nghĩ tới cái khái niệm của cái dòng suy nghĩ thì First Stick nghĩ ngay tới cái sự nó rất là đa dạng, nó nhiều màu sắc, nhiều góc nhìn và ý nghĩ luôn luôn thay đổi. Thì để thể hiện được cái đấy bằng cái ý tưởng đấy bằng hình ảnh thì bọn em nghĩ tới cái cách thức làm việc là mixed media. Cái cách thức sáng tạo là mixed media, tức là kết hợp rất nhiều các cái chất liệu khác nhau. Và khi mà mình tìm tới các cái collaborator thì ngoài việc họ sẽ mang tới những cái màu sắc, những cái cách thức làm hình ảnh khác nhau tới project, thì họ cũng mang tới rất nhiều cái góc nhìn theo theo cách là họ suy nghĩ về cái dòng suy nghĩ của chính bản thân mình như thế nào. Thì cái đấy là một cái mà mục tiêu bọn em đặt ra từ ngay từ đầu, tức là Như là cái cái việc có nhiều người nó sẽ rất là phù hợp với lại cái idea, đúng không? cái concept của cái nghĩ kỹ đó, cho nên tụi em cố gắng để kéo. Đúng là mình nghĩ một cái theme là nó rất là đa dạng, nhưng mà nó đa dạng như thế nào thì chính bản thân mình cũng không thể biết rõ được, bởi vì mình chỉ là một người ấy, và team chỉ là 5 người ấy. Thì bọn em thả một cái như là thả một cái mầm này ra, nó mọc ra và mọi người cứ cứ kiểu làm nó giàu lên. Mới đầu em có định giống như là plan nó như vậy không, hay là mới đầu nó sẽ là một cái concept khác? Lúc đầu thì em với Nam Lê thì làm ra, mình cũng nghĩ cái idea cũng đơn giản thôi, mình làm một bài nhạc xong rồi mình có một cái concept nhẹ nhàng như thế này. Nhẹ Nhưng mà nhàng. suy nghĩ về nó thì tức là nhẹ nhàng lúc đấy thì bọn em nghĩ là đến một cái visualizer, tức là mình có nhạc xong rồi mình có hình xong các dòng điện chạy qua thế thôi. Nhưng mà bọn em xem thì thấy một bài 4 phút như thế thì nó rất là kiểu đều đều ấy. Tức là nó chỉ như thế thôi. Thì mình suy nghĩ sâu thêm về cái khái niệm, về cái concept này thì đúng là bọn em phải cần cần rất nhiều người để thể hiện được được hết ra. Tôi bắt đầu ở một cái đơn giản nhưng mà sau này từ từ mình phát triển nó dần. Dạ đúng rồi. Khi mà tụi em brainstorm, tụi em suy nghĩ về cái dự án này á, từ lúc đầu thì nó là một cái ý tưởng giống như là nó tự nó bộc ra, hay là tụi em phải có một cái quy trình gì đó để nghĩ ra một cái ý tưởng giống vậy? Cái idea chung của cái này về dòng suy nghĩ đa dạng thì cái đấy là cái nó kiểu bộc ra. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với mọi người và nói chuyện với các collaborator khác nhau thì họ dần dần họ sẽ mang tới những cái concept sâu hơn trong cái concept chung này. Thì mỗi mỗi một cái ý tưởng, mỗi một cái góc nhìn của họ sẽ làm ảnh hưởng tới cái cách mình thể hiện bằng hình ảnh khác nhau. Hay là tức là bọn em sẽ build một cái nền chung thế này, xong rồi mỗi người đặt một cái idea lên trên, xong rồi cái idea nó lại ảnh hưởng tới cái phần ở dưới và nó lại feedback, nó lại ảnh hưởng, tức là nó thành một cái vòng tuần hoàn như thế này. Thì mọi người cứ cứ build xong rồi cái idea này nó sẽ thay đổi dần đấy. Ok. Vậy có cái đó nó có áp dụng cho tất cả những cái dự án khác của em không, hay là chỉ có dự án này nó đặc biệt như vậy thôi? Dự án này thì em nghĩ là tại vì cái quy mô nó lớn như thế này thì cái khía cạnh đấy nó được thể hiện rõ ràng nhất. Các cái
project khác thì bọn em cũng cũng theo cái tinh thần đấy, tức là mình set một cái theme chung ra và mình tạo một cái không gian để tất cả mọi người có thể thoải mái sáng tạo, và mình ném idea ra, mình không phải bị gò bó quá là bây giờ đã có lộ trình như thế này. Tức là luôn luôn trong các project mà bọn em thực hiện ở First Six thì nó phải có một cái tính vui là chính. Nó phải chơi sáng tạo, tức là mình làm là mình vừa làm vừa học, mình vừa làm vừa khám phá. Thì cái idea đấy giúp bọn em sáng tạo nó thoải mái, mà em nghĩ là hiệu quả nó sẽ tốt hơn nữa. Riêng cái project nghĩ kỹ này thì cái đấy nó được thể hiện rõ nhất, là bởi vì một phần là vì bọn em thích thế, một phần khác là vì có quá là nhiều người, mình không thể nào mà đặt xuống là ê bây giờ 22 người phải làm như thế này trong vòng từng này ngày. Cái đấy là điều không thể luôn. Cái đấy là điều không thể. Và cuối cùng thì đỉnh thiệt, cho nên là anh cho dù là cái cách làm việc rất là khác so với những cái chỗ khác, nhưng mà team của tụi em đã có những cái dự án mà anh thấy rất là sáng tạo, thì có thể là do cái cách làm rất là đặc biệt đó của tụi em set một cái theme chung, một cái nền chung, xong rồi người ta contribute vô, người ta đóng góp vô. Dạ đúng rồi, và phần lớn các project của First Stick thì đều là tất cả mọi người tham gia vào quá trình lên ý tưởng và brainstorm, hoặc là về kể cả art direct, tức là bọn em không phải lúc nào cũng chỉ có một art director. Thì có những cái project thì người này sẽ lead và hiểu rõ về cái style đấy hơn, nhưng mà có project khác thì người khác sẽ take care phần đấy. Nhưng mà hầu hết tất cả các cái project này thì bọn em đều tham gia vào mọi khâu. Thì nếu mà nói về một tổ chức thì có thể mọi người sẽ nghĩ cái đấy là sẽ khá là bị loạn. Dễ bị loạn ấy. Nhưng mà bọn em thì chưa trải nghiệm kiểu nó bị loạn quá ấy. Cái cách làm việc đấy giúp bọn em kiểu tất cả mọi người đều thoải mái làm việc và đều có, tức là mình tự tin về việc đóng góp ý kiến ấy. Ok, vậy cái mục đích của cái dự án nghĩ kỹ này tụi em muốn làm gì, nó để team vui với nhau là chính, hay là có cái gì sâu xa hơn? Mục đích cái mục đích là nó là tự nhiên ấy, nó là bộc phát ấy anh, bởi vì 2 năm vừa qua thì bọn em có cứ đến cái khoảng tầm thời gian đấy là bọn em sẽ có một khoảng thời gian rất là rảnh. Và bọn em tự nghĩ là mình sẽ phải làm một cái kiểu dự án cá nhân ấy cho team. Thì cái nghĩ kỹ này ấy, nó rơi vào đúng cái khoảng thời gian đấy, và cũng rơi tình cờ là đúng cái khoảng thời gian đấy, kiểu Nam Lê gửi cho Trung một bài nhạc và kiểu đấy, nó cũng tình cờ thôi. Nhưng mà bọn em cũng cố gắng là mỗi năm mình sẽ có một cái project, personal project cho cả team ấy, cùng nhau làm. Và nó không quan tâm đến là mình phải đi làm việc cho ai, mình làm việc cho bản thân mình ấy. Đó, và mình cố gắng là sáng tạo nhất có thể. Thì em nghĩ cái project nghĩ kỹ nó chỉ đơn giản là mục đích là cho cho cá nhân thôi. Nó đánh dấu một cái gì đấy cho cái năm nay của team bọn em ấy. Okay. Em nghĩ mục tiêu chính của hầu hết các project cá nhân của tụi em làm đều là thỏa mãn bản thân của mình. Tức là mình làm ra những cái project này thì tôi nghĩ sẽ đến một đoạn mà đến một thời điểm, tức là kể từ mấy năm trước rồi thì em cũng nhận ra là các cái dự án như thế này là thực ra là kể cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới, tức là ít có ai mà làm, tức là có thể bỏ thời gian ra làm những cái project như thế này. Thì em nghĩ là nó cũng cần thiết để mọi người thấy được là những cái project thế này là có thể, tức là không phải một project là mình cần khách hàng xong rồi mình cần team xong rồi làm theo một kiểu như này, mà đơn giản là mình show cho mọi người là cái cách thức làm việc như thế này, hay là cái thể loại dự án như thế này là có thể. Và đặc biệt trong cái project này về chuyện mà mình có rất nhiều các cái cộng tác viên collaborator, thì cái đấy là một cái kiểu mình show cho mọi người là cái này là hoàn toàn có thể. Và mình đồng thời cũng tạo ra, năm nay thì đặc biệt năm nay
mình cũng tạo ra một cái kiểu sân chơi giới trẻ cho các anh em sáng tạo, có một cái gì đấy gọi là kiểu connect với nhau thì mọi người cũng học hỏi được rất nhiều thứ ngoài việc là làm một cái project kiểu nó siêu to khổng lồ. Và có một mục đích nữa là đây là một dự án đầu tiên của bọn em, và đặc biệt là em với cả Trung là bắt đầu dự án đầu tiên mà bọn em làm từ MV, bắt đầu sản xuất nhạc và visual ấy. Nó cũng là đánh dấu một cái cột mốc nào đấy là bọn em sẽ bắt đầu một con đường âm nhạc. Tụi em biết nãy giờ anh thấy có cái gì hay với tụi em là anh cảm thấy nó khá là hay cái chỗ là tụi em biến một thứ rất là nhỏ, ví dụ như là chỉ là một cái suy nghĩ là ok có thể làm một cái gì đó về sự suy nghĩ của mình, xong rồi Nam với Trung kiểu có một bài nhạc, xong rồi làm có visual này nọ, xong rồi tự nhiên lại phát triển dần dần build nó lên đó. Thì nó giống như là từ một cái gì đó nhưng mà mình cảm thấy nó có tiềm năng mà từ cái nhỏ thôi, xong rồi nó sẽ thành một cái ý tưởng lớn, thì cái đó là cái anh thấy rất là hay. Đúng rồi. Rất là biết chớp cơ hội. Như như có tao làm cái này xong rồi mày làm cái này, người khác làm cái nọ ấy vô. Mời mình luộc lại một lần nữa thì nó thành một cái cấu trúc kiểu kiểu rõ ràng hơn ấy. Nói chung là em biết là tất cả anh em trong 22 người này thì không phải lúc nào mình cũng có thời gian hay là mình cũng có thể, tức là tuy là mọi người đều làm công việc sáng tạo nhưng mà cái day job của anh em mình nó đôi khi nó sẽ rất là stress ý. Hay là mình làm việc mình sẽ làm rất nhiều các cái dự án mà nó không được, tức là mình tưởng nó là sáng tạo nhưng mà nó không được sáng tạo lắm. Tức là mình như làm công ấy thì cái đấy thì ai cũng sẽ phải trải nghiệm khi mà Đúng rồi. làm trong ngành này. Thì đây là một cái cơ hội kiểu chả mấy khi thì anh em làm cho tới luôn. Đó. Như là một cái chỗ là vui vẻ khi mà anh nhìn một cái dự án á, thì đôi khi một cái dự án đẹp thì anh thấy cũng thích, nhưng mà cái mà anh đặc biệt thích thích ở cái nghĩ kỹ á là giống như mọi người làm việc vui vẻ với nhau á, cái đó là hay. Rồi ok, câu tiếp Ôi theo. anh kiểu Còn thực sự Phúc Stích rất là biết ơn những 22 cộng đồng anh em creative ở Việt Nam và nước ngoài đã kiểu tạo điều kiện cho để kiểu biến biến dự án này thành hiện thực ấy. Để bởi vì Phúc Stích biết là để có thể kiểu tạo được điều kiện để hoàn thành công việc, mỗi công việc của mình thì nó rất là khó. đúng. Ok, nãy thì anh có nghe là Trung nói là sử dụng rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau đúng không, để mà thể hiện cái sự hỗn loạn đó. Đó. Thì ví dụ như Trung có thể kể cho anh nghe một vài những cái thứ, những cái chất liệu ở trong đó, những cái kỹ thuật nào Nhiều quá. chứ. Nhiều lắm hả? Bọn em cứ đưa ra một vài loại chính là, thì có hai loại chính là digital với cả làm tay, tức là những cái chất liệu mà kiểu nói nào nhỉ, handmade à, kiểu Ăn giấy digital. digital in ấn, những cái còn kiểu Physical. physical ấy thì Physical công, thủ công. thủ Thủ công, công. đúng rồi, công. Hay là những bạn tô vẽ này, các bạn vẽ tay này, các bạn in risograph này, xé giấy này, stop motion các kiểu này, thì đấy là nhóm thủ công. Còn nhóm digital thì làm từ 3D đến 2D đến kiểu Illustrator, nhiều lắm. Đây Có mình còn nhóm, có nhóm làm digital xong rồi sang non digital, ê kiểu ví dụ shout out anh em Anti Anti Art ấy, là mọi người shout in in ra xong rồi mọi người vẽ lên ấy, out. tức là mọi người làm trên máy tính xong rồi mọi người in ra thành một cái giấy frame ở trên một giấy A4, xong rồi anh em bên đấy là họ đổ nước vào, sau đó họ kiểu xoa xoa tay các thứ để cho cái frame nó trông nó nhòe ra ấy anh. À, giống như nghĩ Đấy nhưng là mà từ digital đến thủ công luôn. Thấy mình có một đội collaborator mà bọn em chơi rất rất thân ở Philadelphia ở ở Mỹ là đội UX Wave. Đội này có một cái bộ
máy kiểu máy analog, là mấy cái máy TV, mấy cái máy hồi xưa ấy, máy chiếu visual hồi xưa, cái đấy gọi là gì nhỉ anh em nhỉ? Analog. Anna. Không không biết giải thích thế nào, nhưng mà nói chung là họ làm được những cái effect mà kiểu kiểu băng đĩa hồi xưa, kiểu nó Nói bị chung là nó giống như trà là sức. mình làm effect ở trong phần mềm, nhưng mà bài thay vì việc là người ta kéo thả chuột thì người ta nối dây ấy. Mà đúng, mà đấy là kiểu kiểu origin là điểm bắt đầu của cái gọi là plugin ấy, là họ kéo dây là dây thật đấy. Những cái máy đấy thì ở trên thế giới không phải là rất ít người có những cái máy như thế. Thì cái đội này bọn em là collab với rất nhiều từ cùng rất nhiều các project trước đây rồi. Thì analog visual là một cái mà rất là ít người làm. Thì Giờ là lần đầu tiên anh mới nghe tới analog visual á, kiểu nói dây mà giống như là digital. đúng rồi, có bố em vẽ tranh acrylic Bố em nữa. là người design cái logo con trâu vàng của chúng Anh mà sang nhà em là thấy châu vàng quanh tường. ta. Kêu bố em làm cái redraw con sao la Cần càng... anh sẽ rất là Ok. muốn thấy cái đó. Ok vậy rồi vậy thì với tụi em thì một cái dự án mà tụi em thấy thỏa mãn á, thì nó sẽ là có những cái tiêu chí nào? Đối với bọn em thì quan trọng nhất trong một dự án đấy là cái thông điệp và câu chuyện của cái dự án đấy, và cách cách thức truyền tải cái thông điệp đấy tới người xem như thế nào. Thì là thông qua việc ví dụ như là một sản phẩm về hình ảnh, thì kiểu một sản phẩm design hay một phần sản phẩm thiết kế visual các thứ, thì nó là mình thiết kế cái trải nghiệm của dự án. Mình truyền tải một cái gì đấy. Ok, nghĩa là phải có một cái câu chuyện trước xong rồi mình mới vinh vô cái câu chuyện đó để mà mình có thể kết hợp những cái kỹ năng kỹ thuật visual của mình vô. Đúng rồi. Bọn em thì bọn em rất là chú trọng tới việc là làm đẹp và kỹ thuật rất là căng. Đấy là những cái mà bọn em kiểu rất là mình rất tự hào với những cái đấy, nhưng mà cái đấy không phải là những cái mà bọn em chú tâm vào nhất, tức là đấy không phải là cái điểm quan trọng nhất của một dự án. Và những cái đấy nó phải phù hợp với cái thông điệp của mình, tức là cách truyền tải của mình nó phải phù hợp. Thì cái này là bọn em học từ graphic design, là mọi thứ nó phải phù hợp mà biết hợp thời nó phải như thế nào đấy, chứ không phải là cứ tung tóe là đẹp kiểu. Cứ đúng thông điệp là cứ tự do trong cái thông điệp của mình đó. Đúng rồi, mình sử dụng cái kỹ năng của mình để mình đưa tới những cái thông điệp đấy cho người xem, và mang tới những cái trải nghiệm mà đặc biệt tới cho họ, đại loại thế. Là một cái câu chuyện, một cái thông điệp gì đấy mà có nhiều các trải nghiệm khác nhau, và mình là người sẽ thiết kế những cái trải nghiệm đấy cho họ. Ok. Vậy ví dụ như theo em như thế nào là một cái cảm cái cách truyền tải đặc biệt theo ý của em? Truyền tải đặc biệt thì có lẽ là một cách truyền tải mới, hoặc là đúng rồi, mới thôi, em nghĩ là mới, một cách truyền tải mà ấn tượng chung chung. Đúng rồi. Những cái thông điệp, em nghĩ có rất nhiều cái thông điệp này nó trong trong lịch sử loài người thì họ đã nhắc tới rất nhiều lần rồi, nhưng mà mình ở mỗi một thời điểm trong trong cái lịch sử này thì mình sẽ có những cái cách truyền tải khác nhau. Thì đối với mọi người trong cái thế hệ của mình thì cách truyền tải như thế nào là điều ấn tượng nhất, thì cái đấy sẽ là cái đặc biệt đối với em. Đây là một cái ý mà anh thấy rất là đặc biệt là hay, tại vì như em nói đó, giờ cái thông điệp thì thật ra trong lịch sử thì chắc nó cũng đã có rồi, cái thông điệp của nghĩ kỹ đôi khi cũng có ai nghĩ ra rồi, nhưng mà mình trong thời đại này mình có những cái kỹ thuật hay là mình có những cái công cụ khác để mình có thể truyền tải cái thông điệp đó một cách nó mới hơn.
Rồi, thì trong tất cả mọi cái khâu quy trình mà tụi em làm cái dự án nghĩ kỹ á, thì cái khâu nào theo tụi em là quan trọng nhất? Tất cả khâu trong ý kỹ này thì nó đều đều rất là quan trọng, nhưng mà có lẽ em nghĩ là cái phần quan trọng nhất và cũng là cái phần nặng nhất đấy là mình vạch ra được cái lộ trình workflow thống nhất cho tất cả mọi người, tức là mình có một cái brief nó mở nhưng mà nó cũng không không quá là bay tức là nó cũng hơi rõ ràng nhưng mà nó vẫn có thể mở cho mọi người để có thể free mà mình chơi được. Và cái đấy chắc là quan trọng nhất để cái, tức là cái project này mình chơi nhưng mà mình vẫn phải set một cái deadline ra để nó không bị miên man quá. Giờ em có thể nói sơ qua về cái brief của em không? Ví dụ em sẽ đưa cho những cái bạn collaborator khác cái brief như thế nào để họ có thể tập trung vô và làm đúng cái ý của em. Mỗi người thì mỗi người khi mà em nói chuyện với họ thì sẽ có những cái concept khác nhau, thì cái đầu tiên thì bọn bọn em phải làm ra một cái structure chung của cái MV nghĩ kỹ này. Mình có mở bài, thân bài, kết bài các thứ, thì khi mà nói chuyện với mỗi người thì mình biết được cái chất liệu của họ, cái cách sáng tạo hình ảnh của họ như thế nào, thì mình sẽ đặt họ vào những cái chỗ khác nhau Sorry mọi và người. đồng thời cũng có thể hỏi và họ cũng có thể cho ý kiến là maybe là cái style này có thể đặt được vào chỗ này, hay là kiểu cái này sẽ có điểm nhấn hơn thì maybe người này sẽ ở đây hay là người này ở đây. Tức là mỗi người họ sẽ lại có một cái ý kiến khác nhau và bọn em sẽ tổng hợp tất cả cái ý kiến đấy lại và gửi cho họ những cái asset cần thiết. Ví dụ như là bên Resograph thì bọn em sẽ chỉ cần gửi cái loop của em, hình hình em với hình Nam Lê quay quay đấy thôi, nhưng mà những người khác ví dụ như là anti anti ad là bọn em gửi luôn cả cái phần edit to và họ sẽ in hết các cái frame này ra và họ chơi. Thì nói là bọn em có cái brief cho mọi người nhưng mà mỗi người nó lại khác nhau ấy, bởi vì cái tính đa dạng của nó em nghĩ vậy. Như là em phải nói chuyện với họ xong em gửi, em tìm cách để mà có thể work với họ đúng không? Mỗi người mỗi khác. Tức là mình có structure của cái bài nhạc đấy như thế, thì mình biết được là lên xuống như thế nào, là đoạn nào phải có nhấn, đoạn nào phải là nghỉ ngơi, xong đoạn nào là kết đấy, như vậy thì mình cũng nói chuyện với họ để mình biết được ai phù hợp ở đâu. Chắc câu hỏi cuối đây ha, và có thể là câu hỏi quan trọng nhất. Thế là anh thấy tụi em á, thì đều là những người cũng đã đi học ở nước ngoài và mỗi người ở một nơi. Ngay cả trong Việt Nam thì cũng người Hà Nội, Hà Nội rồi mấy người khác thì ở những cái quốc gia khác. Thì anh không biết là tụi em nghĩ Việt Nam thì đang có hay là đang cần những cái gì để mà phát triển cái ngành đồ họa hơn nhiều nữa. Nói trước nha, xong anh em nói thêm nha. Anh em có thể Nói có đi một ông, nói đi. cuộc trò chuyện vì cái này thì cũng là ý kiến cá nhân thôi. Thì em thì bản thân em nghĩ ngành đồ họa Việt Nam thì trong tương lai em sẽ rất muốn nhìn thấy việc mà mình các cái studio hay là các cái cá thể có thể xóa nhòa được ranh giới trong của các cái ngành sáng tạo khác nhau, là họ có thể, tức là không phải là mình làm motion là mình chỉ làm motion, mình làm graphic design là mình chỉ làm hình ảnh, hay là mình làm 3D là chỉ là 3D như vậy, và mình có thể xóa nhòa ranh giới những cái trước trong các cái ngành sáng tạo này. Mọi người có thể ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm các chất liệu khác nhau hay các cách thức kể chuyện khác nhau để tìm ra nhiều cái tiếng nói riêng cho mình hơn. Thì thay vì thì em nghĩ Việt Nam hay là thế giới vào thời điểm hiện tại mặt bằng chung thì đều là mọi người hay theo trend hay là như thế nào đấy. Thì khi mà mình em mong là mọi người sẽ thử nghiệm nhiều hơn để tìm ra tiếng nói riêng. À, điểm cuối cùng đấy là collab và kết nối cộng đồng. Cái đấy là rất quan trọng. Em nghĩ ở Việt Nam collab khá là ít. Thực ra cái project này em cũng
Bọn em là thấy kiểu cũng chưa thấy có nhiều project mà mọi người kiểu collab mà một hội lớn như vậy, thì bọn em cũng thử. Cái đấy cũng là một cái thử thách, tức là mình đặt thử thách cho bản thân mình thử xem sao. À, cái đó là cái mà anh thấy cũng khá là tiếc, là anh cũng rất là muốn nhìn thấy những cái dự án mà collab nhiều như là cái dự án nghĩ kỹ của tụi em vậy. Hả? Nhưng mà khi mà anh nghĩ tới thì thấy rất là nhiều những cái thứ mà nó làm cho anh cảm giác là không có muốn gọi là mở ra một cái mới như vậy. Hả? Nhưng mà tụi em làm được thì đó là một cái điều mà đúng là anh không có tưởng tượng ra được là tụi em làm nổi. Cũng bởi vì cái process của nó là một cái mà không rõ ràng ấy, cái lộ trình của nó không rõ ràng, và cũng chả em không nghĩ là có ở trường lớp, về cả trường em đi học ở bên Mỹ thì cũng không không ai dạy là mình phải có làm như thế nào, mà họ chỉ dạy thường thường em nghĩ cái đấy là một cái mà mọi người phải thử thì mới mới biết được là nó như thế nào. Kể cả bọn em trước project nghĩ kỹ cũng, mình cũng chỉ collab ở trong nhóm mình thôi, mình chưa đi ra ngoài, mình chưa chưa connect với nhiều người bao giờ. Thì cái đấy là một cái nói là mọi người phải làm đi thì cũng hơi khó. Em chỉ mong là mọi người biết được là cái collab này, cái quá trình này nó rất là vui, và nó mọi người học hỏi được rất là nhiều, nó rất là kiểu kiểu inspiration, rất nhiều inspiration, À, nhiều có cảm một hứng. cái mà anh nghĩ có thể là các bạn ngại collab với người khác đó. Ví dụ như giờ kiểu như mình collab với lại Riso Grab hay là collab với Anti-Anti-Ad thì cảm giác như là một cái gì đó nó quá xa vời đó. Thì tụi em nghĩ có cái tips gì để mà người ta bớt ngại hay tụi em có ngại không? Bọn em bây giờ không không tự gọi bản thân là graphic designer hay là maybe maybe visual designer nó có lý nhất, tức là mình thiết kế hình ảnh ấy. Thì mình là một một nhà thiết kế hình ảnh, thì tất cả mọi thể loại hình ảnh nó đều sẽ connect với một cái thông điệp, một cái trải nghiệm khác nhau. Thì mình hoàn toàn có thể thử nghiệm được với các cái này. Tức là mình không biết là làm Rizzo Graph như thế nào, nhưng mà mình biết nó trông như thế nào. Cái đấy thì hoàn toàn mọi người có thể lên mạng và xem. Thì mỗi mỗi một cái chất liệu này nó sẽ mang tới một cái cảm giác gì đấy, thì mình biết nói nào nhỉ? Tức là mình thay thay vì suy nghĩ, em nghĩ là mọi người có thể thấy nó quá xa vời, bởi vì mọi người nghĩ là mình phải làm tất cả mọi thứ ấy. Thay vì là mình chỉ nghĩ ra idea và mình hoàn toàn có thể kiểu art direct nó. Ok. Vậy là cứ thử đi, cứ chơi đi biết. Cứ Cái thử thôi. nào mà mình không biết thì kêu người khác collab làm giùm. Và em nghĩ là mọi người chia sẻ về 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 concept nhiều hơn là chia sẻ về kỹ thuật ấy. Em nghĩ cái đấy cũng là một cái tip, tức là khi mà bọn em tìm tới những cái collaborator này và nói về cái concept của nghĩ kỹ, thì họ với cái cách thức sáng tạo hình ảnh riêng của họ, các cái chất liệu riêng của họ, họ lại mang tới những cái idea khác cho cái đấy. Thì em nghĩ chia sẻ về hình ảnh, chia sẻ về concept trước khi mà mình chia sẻ về cái workflow hay là các cái liên quan tới kỹ thuật ấy. Nghĩa là khi mà em chia sẻ với họ thì em gửi email hay là em gọi cho họ hay sao? Cũng gọi thì là tốt nhất, mà không thì cứ chat Facebook. Facebook rồi. Facebook rồi thì nhanh nhất, ở Việt Nam thì Facebook. Công nhận tụi em có thể, anh nghĩ là kỹ năng thuyết phục của em cũng khá là cao, tại vì chat qua Facebook mà thuyết phục người ta làm một cái gì đó anh nghĩ cũng là một cái công việc rất là khó. Nghĩ là bởi vì những collaborator thì bọn em cũng biết biết nhau trước rồi, hoặc là bên như bên We Do Good thì là reference qua một anh bạn, Duy Đào. Anh Duy Đào là creative director của project nghĩ kỹ này, thì mình hoặc là reference hoặc là bạn bạn sẵn rồi. À, vậy cũng dễ quá ha, ý là kết bạn đó chứ không? Mở rộng quan hệ. Chắc cái đấy là một cái tips nữa.
thân thiện, hòa đồng với bạn bè. Nguyên một cái cuộc nói chuyện hôm nay thì anh rút ra một cái rất là quan trọng, đó là kết nối bạn bè, có bạn là làm được hết. Bản thân Firstick được như bây giờ cũng là do mọi người kết nối với nhau ấy. Do năm bọn em tự đi kết nối với nhau thì cũng có Firstick bây giờ ấy. Đúng rồi, những cái project mà mỗi người trong team mang tới cho team thì khi mà mình có những người khác, những thành viên khác trong team thì hoàn toàn cái process làm ra một cái project đấy nó dễ dàng hơn mà nó lại thoải mái hơn. Mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian với cả stress gì. Còn ý kiến của mấy bạn khác thì sao? Coi như là Việt Nam đang có cái gì và mong muốn thấy cái gì? Ý kiến của em cũng khá giống chung với cả mọi người nói trước rồi ấy. Em thấy cộng đồng design Việt Nam cũng đang khá là mạnh, nhưng mà bọn em thấy hơi thiếu cái sự collaboration giữa mọi người với nhau ấy. Bởi vì em nghĩ cái đấy là cần thiết không chỉ cho những designer lâu năm mà cả cho những cái bạn mà mới để mà học hỏi thêm lẫn nhau ấy. Bởi vì mỗi người sẽ mạnh về một một có một thế mạnh khác nhau. Cho nên việc đấy là rất cần thiết. Ok, cảm ơn em. Em thì em hiểu lúc nãy anh Huy, ý anh Huy có một cái ý là nếu như mà một bạn mà bạn ý ngại, tức là bạn ý cảm thấy là khả năng của bạn ý chưa đủ để có thể mời người khác kiểu collab ấy, Đúng rồi. thì em hiểu là cái đấy là một cái mà tâm lý khá chung cho em nghĩ là cái đấy là một cái mà nó nằm ở trong cộng đồng các bạn trẻ làm graphic design, kiểu các bạn design nói chung ấy khá nhiều ở Việt Nam. Bởi vì ngay bản thân em cũng đã trải qua được cái trải qua cái khoảng thời gian đấy. Tức là ngày xưa thì em cũng học từ bản thân những anh em trong team rất là nhiều, từ Trung, từ Nam, từ Hiếu, từ Giang, thì mọi người bởi vì mọi người được có cơ hội được đi ra nước ngoài ấy, thì em thấy có một cái rất hay là mọi người không ngại là mọi người đi kết nối với cả những cái người khác, thì em cũng muốn có được cái cơ hội đấy. Thì em cũng hỏi hỏi mọi người là làm thế nào, thì Trung có bảo em một cái là cứ cứ nhắn tin thẳng cho cái người mà mình kiểu hâm mộ ấy, bảo là tao hâm mộ mày. tao tao rất thích artwork của mày. Thì em cũng đặt đặt ra câu hỏi trong đầu mình là bản thân mình có cái gì mà mình có thể làm người ta trả lời mình ấy. Thì em nghĩ là để mà mình có thể tự tin mà đi đi connect như thế thì mình bản thân mình cũng phải trau dồi cho mình một cái khối lượng gì đấy nhất định. Nó chứ không phải là mình kiểu tùm lum ấy. Thì em nghĩ là thay vì là mình chỉ tập trung đến một thứ là trau dồi bản thân hoặc là đi đi kiểu collab với người khác, thì mình phải đồng thời nâng nâng cả hai thứ lên ấy, vừa phải trau dồi và vừa phải nghĩ đến chuyện là đi đi kết hợp đi đi kết hợp với người khác nữa. Thì em nghĩ cái đấy lúc đấy thì mình sẽ bớt cái ngại ngùng đi ấy, bởi vì mình cũng có một cái gì đấy mà người ta có thể người ta hâm mộ mình mà mình hâm mộ người ta ở một cái mảng khác, thì lúc đấy em nghĩ là nó sẽ có một cái gì đấy bù trừ cho nhau, thì lúc đấy là hai người sẽ mình với cả cái người collaborator khác nó sẽ có một cái gì đấy dễ dàng để nói chuyện hơn. Đúng rồi. Em nghĩ đây cũng là cái lý do vì sao mà Trung có thể nói chuyện với mọi người và thuyết phục mọi người bằng Facebook ấy. Ok, tại vì chung Em nghĩ cái đấy nó cũng giải đáp cho cái câu hỏi ấy luôn, kiểu kiểu đấy. Em nghĩ thế. Đây là tức là ý Hải Doãn là có phải là mình có một Sự cái nó là sự portfolio, tức là người ta có một cái lý do gì đấy mà người ta nghe như thế thì nó hơi nặng nề ấy, nó hơi kiểu là ví dụ thấy Trung không có gì thì mình không chơi, nghe nó hơi nặng nề ấy. Nhưng mà khi mà nhìn vào portfolio của Trung mình cảm giác là mình cũng muốn có một cái gì trong đấy, mình muốn chơi với người này để mình học được người ta một cái gì đấy, thì nó có một cái chất gì đấy xúc tác để có thể làm người khác trả lời lại mình hoặc là muốn muốn hợp tác với mình chẳng hạn. Nó thì nó là một cái điểm cộng, thì em nghĩ cái đấy là cái nên chú ý tới. Nếu như đặt câu hỏi ra là tại sao mọi người hay ngại ấy, thì em nghĩ là nên nên có thể nhắm vào cái vấn đề đấy. Có lẽ một cái điểm quan trọng mà em lúc trước cũng hay hay nói với các bạn mà em chơi cùng hay là những người mà hỏi em về về mấy tips đấy, là mình phải phải up lên mạng những cái sản phẩm của mình, tức là mình phải
show ra là mình là một người như nào, hay là mình làm những cái công việc như nào, mình tin tưởng vào những cái gì đấy. Nếu mà không có những cái đấy ở trên mạng thì kể cả một cái tức là em tìm đến một collaborator, em chia sẻ về cái idea của nghĩ kỹ này, nhưng mà hoàn toàn họ không biết gì về mình thì nó cũng khó để họ có thể đặt niềm tin vào cái dự án đấy. Thì cái đấy là một cái ý hay của À, Hải Doãn vừa đúng nói là cái tới. đó là cái ý mà anh cũng nãy cũng rất là muốn nói tới. Tại vì thật sự ở Việt Nam thì cái việc mà chuẩn bị portfolio hay up lên mạng ấy, nó không có được phổ biến lắm. Anh nghĩ là mọi người rất là sợ, ngại khi mà up một cái work gì đó, một cái dự án gì đó lên mạng. Hả? Thì anh với anh thì anh cũng up nhiều dự án lên mạng rồi và anh khuyên liên tục, nhưng mà các bạn cũng lại hay ngại, là sợ người ta sẽ chỉ trích này nọ. Nhưng mà tụi em Anh thì thấy ở Mỹ kiểu cộng đồng design ở bên Mỹ có một cái điều là cái độ thông cảm với cả mức độ kiểu muốn hiểu nhau, để muốn muốn đi sâu vào cái cách nhìn của người khác, cách nhìn của designer này như thế nào, thì cái mức độ đấy nó rất là cao, nên là các mọi người trong cộng đồng bên này là người ta không không sợ kiểu show ra cái kiểu thành tựu của mình như thế nào, hoặc là kiểu công việc hoặc là process của mình như thế nào. Thì đấy là em thấy một ý của Việt Nam, nó Việt Nam kiểu rất là cần đấy, kiểu là sự cộng đồng. Bây giờ cộng đồng Việt Nam kiểu design Việt Nam cực kỳ lớn mạnh, kiểu 5 năm về trước em không chưa bao giờ kiểu tưởng tượng được một kiểu cộng đồng kiểu có rất nhiều thành viên, kiểu rất nhiều người có các ý tưởng, có các cái style khác nhau, nhưng mà kiểu em thấy kiểu vẫn cần kiểu một cái mức độ kiểu hiểu nhau, mức độ kiểu thông cảm với nhau nào đấy, kiểu nhìn nhìn kiểu từ khía cạnh của người khác chẳng hạn. Thế nên thì cái việc hiểu nhau đấy nó sẽ giúp góp phần làm cho kiểu cái việc phát triển ý design với cả phát triển kiểu nói như nào nhỉ, kiểu phát triển concept nó mở rộng ra một tí. Rồi. Thì anh cũng Và gặp rất là nhiều những cái vấn đề vậy. để được như thế thì anh em nghĩ phải thế nào? Phải có Ừ. sân chơi à? Có mình kiểu mình đang thay đổi suy nghĩ của mọi người ấy, hay là thay đổi cách cách mọi người về thiết kế đồ họa hay là về cái ngành sáng tạo này có. Chắc sân chơi, nhưng mà chịu sân chơi nào thì Nó cũng khó lắm, tại vì hôm bữa anh cũng mới nói chuyện với lại một anh, thì anh đó nói là ở Mỹ đồ, ở nước ngoài thì cái bộ môn gọi là critical thinking ấy, critical thinking thì nó là cái bộ môn bắt buộc ở trong cái chương trình phổ thông học từ nhỏ. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có, nên là thành ra lúc mà up những cái ý kiến của mình hay là up work quy trình của mình lên mạng, cái là nhiều người vô sẽ chỉ trích này nọ. Tới cả ví dụ như bà bán kem trộn cũng vô đó chỉ trích đó, design đó. Thì cái này anh nghĩ nó thứ nhất là làm sao đó mà cái chính phủ của mình có thể hỗ trợ cái bộ môn critical thinking từ nhỏ, nó sẽ dễ hơn. Còn thứ hai, nếu mà mình có thể làm được á, thì anh lúc nào anh cũng cố gắng là hỗ trợ những cái bạn mà đang còn cái gì ta đang muốn hỗ trợ về project, về up lên Behance hay là up lên những cái cộng đồng đồ. Hả? Còn lại thì anh nghĩ là dần dần anh nghĩ mọi người cũng sẽ bớt cái toxic đó lại thôi, thì anh cũng đang thấy từ từ người ta hiểu được cái điều đó. Nên chính anh đang cố làm đây, vlog của anh nhiều người chửi. em nghĩ thì kiểu cộng đồng Việt Nam kiểu design cứ nên upwork lên mạng thôi, kiểu về việc kiểu criticism với cả toxic thế nào thì em cảm thấy chỗ nào nó cũng có theo mức độ của nó. Cái quan trọng là mình kiểu mình đối mặt với cái toxic đấy như thế nào, thì dần dần nó sẽ, nếu mình handle được nó thì dần dần nó sẽ làm giảm cái độ toxic đấy theo theo bao bao quát theo cả cộng đồng. Thì còn còn về phía những người criticize thì cũng kiểu kiểu nên học học cách kiểu criticize một cách xây dựng ấy, kiểu chịu. Cái đó là anh nói là chính phủ phải hỗ trợ, chứ còn giờ kêu fix ngay thì nó cũng khá là khó. Hiếu hiếu đi nói chuyện với mấy ông đấy thử.
Tôi nói chuyện rồi nói chuyện chính phủ. Anh Huy có plan gì sắp tới để thay đổi cái những cái như thế không anh Huy? À thì đó, hồi nãy anh có nói, anh có nhắc tới Anh một kiểu anh có. mà nói cái vụ mà lớp critical thinking đó, thì anh đang có dự định À. cái lớp đó. Thì anh á, thì với DS hiện giờ thì anh cũng chưa mở được cái lớp đó, tại anh thiếu nhân lực trainer này nọ. Nhưng mà anh sẽ support anh đó để coi xem cái market nó như thế nào cái đã, để coi mọi người có hưởng ứng không. Anh sẽ cố gắng hết sức để mọi người hưởng ứng, để mà giới design của mình có thể học về critical thinking tốt hơn. Nghe cao cả dã man. Cố lên anh. Trách Phương nhiệm cao sẽ cả. luôn support. Nghĩ là mỗi anh em mình, mỗi người trong cộng đồng mà mình suy nghĩ tới cái vấn đề này thì mình cứ làm cái mà mình nghĩ là nó sẽ, tức là cái mà mình tin tưởng nhất, thì mỗi người sẽ thay đổi một chút thì trong tương lai thì nó sẽ mỗi người góp một phần nhỏ vậy. Đúng rồi. Nghĩ kiểu First Tech cũng muốn tạo ra những cái gọi là những cái project mà kiểu để mọi người mình cũng muốn truyền cảm hứng là đây là những thứ mà các bạn có thể làm được, bọn mình làm được thì mọi người cũng có thể làm được, bọn mình collab người cũng có thể collab được, collab vui mà. Thì dần dần những có những cái project như thế này em nghĩ kiểu mọi người sẽ thấy được điều đấy. Ừ, đúng rồi. Anh thì cũng đang cố dạy học để ta hiểu được ba cái thứ này. Nói chung vô lớp nhảm nhảm thôi và mong là mọi người hiểu thôi, chứ cũng không có chưa có plan gì mạnh mẽ về bên này lắm. Chỉ đang support plan của một người khác thì từ từ coi sao. Đó, mỗi người làm phần của mình thôi. Ví dụ như First Tick thì anh rất là ủng hộ những cái dự án của tụi em, những cái dự án mà có những collaborator nè, xong rồi có những cái idea mà nó táo bạo tới cái mức đó, là cái mà anh thấy ở Việt Nam mình ít khi làm. Thì mỗi khi làm cái là cũng hay bị criticize vì nó quá sáng tạo. Cũng bị, đúng rồi. Sẽ có mấy người nhảy vô, ủa cái này sao dùng được, này xài sao, cái này không thực tế, kiểu vậy. Không biết Nghĩ tụi kỹ của anh em có bị như thế không nghĩ nhỉ? kỹ bảo ấy, nghĩ kỹ bảo là gì à, Gọi là gì? có cái comment bảo trông Né trả là tránh. gì chán chán. À thế Cày có có 12 dislike rồi. like. Ok. Nhưng mà thế này Ui, nhá, kiểu ví dụ như là mình hay làm những cái project ở nước ngoài, và kể cả những project mà là quảng cáo thì nó team First Tech thì hay nhận được những cái project hay là từ những cái network mà nó mình có thể làm mình chơi hơn được ấy. Thì mình biết là kể cả làm quảng cáo mình cũng có khả năng làm được những cái project như vậy, những cái dự án như vậy. Trong trong quá trình làm thì mình cũng vẫn có thể học hỏi hay là mình có thể đi qua được những cái tương tự như là project nghĩ kỹ này chẳng hạn. Thì anh em nghĩ chắc chắn ở Việt Nam là ít liên quan tới quảng cáo thì nó sẽ ít về cái mặt đấy hơn, nhưng mà anh em nghĩ tại sao lại như vậy? Tức là phải làm thế nào thì khách hàng hay là những người mà fund những cái project này họ có thể nghĩ tới được cái khả năng là mình có thể chơi hơn hay có thể experiment hơn. Đấy là một câu hỏi. Một Tức câu là hỏi làm mà như không làm. em cũng Tức là mình biết là cái đấy là có thể, nhưng mà làm thế nào để mình có thể thuyết phục được mọi người là cái này là nó có lý trong tình huống này. Như ở Việt Nam làm bài nghĩ kỹ thì cái người fund cái đấy là chính bản thân mình. Mình tự bỏ công sức, mình bỏ thời gian ra thì cái đấy là mình nghĩ cái đấy là cần thiết, nhưng mà làm nào để mọi người khác cũng có thể là Thôi Hải nói đi.
Nói gì? Nam hả? Không. Không sao. Có lẽ nó là ăn sâu vào trong kiểu cái tức là cái mình làm việc lâu năm ấy, ở nó là cái culture của agency hay là cái culture của cái văn hóa quảng cáo này, thì thường là họ Phải như này, sẽ phải như nọ. họ sẽ thấy thoải mái bỏ tiền vào những cái project mà nó đã có người làm trước đấy rồi, tức là nó An toàn. an toàn, đúng rồi, an toàn. Thì Anh có biết qua bên thế giới của advertising một chút thì thấy là đa phần á, tại vì khi mà em làm một cái idea gì để chạy để làm ad á, TVC chẳng hạn, thì những cái idea đó em phải chứng minh được là ở quá khứ nó làm được rồi, xong rồi nó phải đạt được doanh số như thế nào, nó đạt số liệu như thế nào đó, thì từng cái element ở trong, ví dụ như trong nghĩ kỹ em phải chứng minh được là cái mặt với cái mặt nạ đó là ở từ đâu ra, tại sao nó hoạt động kiểu vậy, thì nó sẽ rất là tù túng dành cho những cái project như là nghĩ kỹ. Thì trong TVC nó phải như vậy, trong quảng cáo nó phải như vậy, thì vô hình chung thì nó làm thành nó làm mình khá là tù túng. Nhưng mà ngành advertising thì anh nghĩ là còn lâu lắm mới có thể bay được nhiều như vậy. Trẻ trẻ như mình thì ok, nếu mà em làm cho anh một cái ad DAS mà bay như nghĩ kỹ thì anh xài tốt không vấn đề chứ. một lời mời. Không có tiền mướn. Này là một cái cũng khó, nhưng mà em thấy ở ở với những cái project mà bọn em làm thì rất là quan trọng là người director họ sẽ connect những cái idea với những cái hình ảnh như thế nào, kiểu ví dụ cái style này họ họ phải rất giỏi là connect được cái idea đấy với cái thông điệp mà cái sản phẩm họ đang Đúng quảng cáo là gì, thì cái đấy phụ thuộc vào director rất là nhiều. rồi. Phải connect, nếu Thì không connect không không thuyết phục được. mà thường bọn em những cái project mà bọn em làm ở nước ngoài thì hoặc là bọn em direct hoặc là làm cùng director nước ngoài thì cũng cố gắng là làm những cái project như vậy, thì đến bây giờ thì cũng khá là mượt, tức là bọn em có khá là đều những cái project mà có cái tinh thần như vậy ấy. Thì nhiều khi thì phần lớn là bọn em không phải quan tâm tới là đi pitch các thứ, nhưng mà bọn em cũng có trải nghiệm về cái đấy khá là nhiều, thì cái đấy là hoàn toàn có thể, bọn em chưa thử ở Việt Nam nhiều thôi. Có một thứ mà anh thật ra trước thì anh làm design thì cái phong cách của anh nó cũng khá là gọi là niche, nó khá là giống như tụi em, ít nó ít market đó. Nhất là ở Việt Nam thì anh hiểu nó giống như nó có hai cái con đường đi ở trong cái ngành vậy. Thứ nhất là đi theo kiểu giống như tụi em với anh, là một cái style mà market mình chấp nhận nó rất là ít. Thứ hai là mình đi theo cái kiểu mà generalist, được cái gì cũng làm. Thì bây giờ ở Việt Nam á, thì hồi đó khoảng thôi coi nói khoảng 4 năm trước đi, thì những cái agency ở đây chủ yếu nó là generalist, là cái gì cũng làm hết, thì nó cái gì cũng làm thì nó nhiều tiền hơn. Bây giờ thì anh có thể thấy được là từ từ nó đi kiểu như càng ngày nó càng đi nhẽ gì, đi có những cái nhánh riêng, giống như là có người thì làm agency cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà theo cái style minimal, style hiện đại hơn, hay là có những người agency đi theo cái hướng là chỉ có đánh vô nhà hàng thôi, thì nó có nhiều những cái hướng đi như vậy. Thì anh thấy cái hướng của tụi em cũng là một cái hướng anh nghĩ là đại diện cho cái movement mới như thế này. Tại vì bây giờ mình có đầy đủ những cái công cụ để mà có thể họp mà không cần phải ở chung một chỗ. Hả? Mình có thể mỗi người một nơi, mình có thể làm việc ở tất cả những nơi trên thế giới. Cho nên cái vấn đề về market á, như em nói thì cái thị trường của em nó vẫn có trên khắp thế giới, đúng không? Thì cái kiểu hướng đi của em nó hoạt động được và nó là một cái hướng đi có thể là mới ở Việt Nam. Theo anh thì vậy. Thì có lẽ mình không cần bỏ công sức ra để thuyết phục những người mà chưa chưa được thuyết phục, thay vì Đúng đấy mình tìm những người đã được thuyết phục sẵn rồi. Đúng rồi. rồi. Tự tìm đến market của Tìm mình. market của mình. Để mong
Riêng ở Việt Nam thì em nghĩ làm style của mình cũng chắc là chưa có ai làm. Tức là em đi ở Việt Nam được cái bọn em một cái thế mạnh đấy là bọn em làm ở Việt Nam làm 3D thì rất là ít, mà phần lớn mọi người đi theo là VFX với cả làm những cái high-end quảng cáo kiểu kiểu dày đặc 3D. Bọn em thì bởi vì xuất phát từ graphic design nên cái hướng làm 3D làm đồ họa của bọn em nó lại kiểu bị mix ấy. Nó bị mix nhiều thứ với nhau ấy thì nó lại ra một cái đấy nó rất là lạ. Thì cái đấy thì quay lại cái ý tưởng về tạo về thiết kế trải nghiệm thì bọn em cũng rất là chú trọng về kiểu làm ra một cái style hay là làm một hay là một kiểu cách làm việc như thế nào đấy. Có cái mấy cái có mấy cái goal của Fustic là kiểu một cái goal là giúp cộng đồng design tìm giọng nói design riêng của mình, nhưng mà cũng có một cái goal khác chung hơn là Fustic cũng muốn tìm giọng nói cho ngành design của Việt Nam ấy, ngành design và motion thiết kế chung của Việt Nam ấy. Vì từ cái hồi mà em xem cái video giữ gìn văn hóa với cả thiết kế đồ họa của anh Huy từ hôm mấy hôm trước, em từ shout out từ video đấy, link link ở description. Từ cái hôm em xem video đấy em thấy là em kiểu nghĩ mãi về cái vấn đề đấy, vấn đề kiểu về kiểu design, design ở Việt Nam có một cái giọng nói chung và một cái style chung, bởi vì em nghĩ kiểu bây giờ rất nhiều thành phần kiểu giả sử rất nhiều designer ở Việt Nam thấy mình bị kiểu cô lập khỏi những cái kiểu văn cái movement mới như thế này, thì như thế thì bọn em cũng muốn establish một cái gì đó nó nâng tầm văn hóa Việt Nam lên lên một chút. Đôi khi làm job em cũng kiểu bọn em cũng nghĩ là làm thế nào để cái này kết nối với cả kiểu văn hóa với cả mấy cái bản sắc của Việt Nam để nâng nó lên một tí, để cho nó kiểu có một cái gì đấy hài hòa với cả người xem, kiểu có thể để người Việt Nam xem có thể cảm hứng được, có thể resonate được. Anh em làm project cho mấy culture khác nhiều phết nhưng mà chưa làm nhiều cho Việt Khó Nam. lắm chứ không phải dễ, từ giờ phải đào lên rồi biến đổi mấy cái nét văn hóa này nọ chứ mình nó đâu có gì đâu. Bọn em có em với cả Hiếu có làm một em với Hiếu có làm một project trước đây là làm lyric video cho bài Mười Nhớ. Anh có biết cái đó anh có show ở trong lớp của anh, rất là thích. Anh Ngô Hồng Quang là em chơi rất thân với anh Ngô Hồng Quang thì cái project đấy là hoàn toàn là như vậy luôn. Nhưng mà tức là em cũng mong muốn nhiều cái project mà nó mainstream hơn. Mọi người tìm tới những cái chất liệu như vậy hay là những cái thông điệp như vậy. Chứ không phải là mình cứ phải làm personal project thì mới mới có khả năng làm được những project như thế. Giờ bọn em đang làm một vài project quảng cáo cho Mỹ Latin này, tháng này là tháng của Mỹ Latin này. Bọn em đang làm một project như vậy và cũng các brand cũng to phết. Thì em thấy ở Việt Nam thì cần cần nhiều cái như vậy hơn. Cần nhiều Cảm giác nếu mà có một cái movement chung cho design Việt Nam thì nó sẽ nâng nâng tầm nâng nâng tầm thị giác của những người yêu cầu design Việt Nam hơn, những người tìm đến designer Việt Nam hơn, thì nó giúp kiểu tăng cái level của nhận thức về design. Kiểu cái đến cái này em thấy Việt Nam kiểu theo 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 chiều lịch sử thì Việt Nam kiểu vừa mới đang đang trên đà phát triển ấy. Còn cái này các nước khác nó có lợi thế hơn là nó cái mấy cái movement nó đã hình thành từ bao nhiêu năm lâu lắm rồi, kiểu anime ở Nhật Bản chẳng hạn, kiểu hoặc là mấy cái văn hóa Bauhaus với cả graphic design ở ở Đức, hoặc là Giang sẽ biết về cái này. Nhưng mà cái đấy được mọi người công nhận, được cả thế giới công nhận từ rất là lâu đời. Thế Việt Nam bây giờ kiểu đang trên đà phát triển thì em thấy Việt Nam đang có cơ hội để tìm cho giọng nói riêng của mình, thì kiểu đấy là một thứ có thể thôi thúc các bạn design bây giờ để nhắm đến. Đúng rồi.
nghĩ là dần dần sẽ nó sẽ đi lên Năm năm trước ở đâu có ai quan tâm đâu, giờ thấy một đống exhibition Việt Nam nhiều hơn đó thôi. nhiều. Truyền thống văn hóa nó phải trendy. Nam mình hiếu vỗ tay ở đâu ấy, làm gì đâu. Reaction. Reaction Mọi tay người ở có muốn giới thiệu qua về cái sản phẩm t-shirt anh em sắp bán ok được không? Thảo giới thiệu rồi nhưng mà giờ giới thiệu lại thì ở đây là cái t-shirt mà Huy đang mặc đây là có hình của cái project nghĩ kỹ và có cái typography nhưng mà tại vì bụng hơi béo quá nên là nó che mất cái typography đó đây là một cái áo Huy mặc thấy rất là mát mẻ, nãy giờ mặc mà thấy đầu vẫn còn bóng chưa có mồ hôi thì nếu các bạn muốn mua thì hãy xuống dưới link ha và nhớ check qua cái project nghĩ kỹ của FirstTick ha. Cảm ơn anh Huy. À bảo bảo à Trung chứ em beatbox Em rap không? Hôm nay đang chiếu rap Việt. ok Em em có rap. thử Chung chung làm một quả beat outro cho anh Huy ok ông biết nghĩ kỹ đi. biết Nếu mà đã nghĩ thì anh nghĩ trực kỹ. Sao tôi không nghe gì nhỉ? Không Nó bị cắt, nó bị cắt tiếng ấy, lọc lọc tiếng, lọc lọc tiếng noise. là Lọc lọc Puchi lọc. Puchi sao mà Để anh chèn cái đoạn sau anh chèn đoạn cuối vô cho anh.